Lại quán tâm trí nhị thừa thấp kém, Bồ Tát tu học tâm trí tăng thượng. Nếu không có tâm trí nhị thừa thấp kém thì Bồ Tát không nên tu học tâm trí tăng thượng. Như vậy là tâm trí các Bồ Tát hữu lậu vô lậu chỉ trừ tâm trí Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp khác là tối, là thắng, là tôn, là cao, là diệu, là vi diệu, là thượng, là vô thượng, vô đẳng, vô đẳng đẳng. Cho nên tâm hoặc trí của tất cả thanh văn độc giác đối với trí nhất thiết cũng có phần tùy thuận thế lực. Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo như vậy, quán các hữu tình và tất cả pháp đều tùy thuận theo thế lực trí nhất thiết và tư lương này, cho nên không chán bỏ tất cả tâm. Lại nữa, này mãn tử tử, các đại Bồ Tát tu hành bố thí ba la mật đa, tuy có xả bỏ tiền tài châu báu vân vân, nhưng đối với sự việc kia không nhớ nghĩ chấp tướng. Nghĩa là nếu xả bỏ tất cả tướng, tất cả pháp hồi hướng quả vị vô thượng chánh thẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình, có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu không bỏ tướng hồi hướng bồ đề mà muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì hoàn toàn không đắc trí nhất thiết trí. Nếu các Bồ Tát được nhiều loại châu báu như vàng bạc vân vân, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát bỏ tất cả châu báu như vàng bạc vân vân thì mới gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng, hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, làm lợi ích lớn cho các hữu tình mới gọi là thiện lợi vô thượng. Nếu Bồ Tát làm chuyển luân vương thống lãnh thế giới bốn châu, được tự tại lớn, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ ngôi vị chuyển luân vương chủ thế giới bốn châu mới đáng gọi là được lợi lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình mới được gọi là thiện lợi vô thượng. Nếu các Bồ Tát muốn làm vua cõi dục, thống lãnh cõi dục, được tự tại lớn, tuy nói được lợi nhưng chưa đáng gọi là được tự tại lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ ngôi vua tự tại cõi dục thì mới đáng gọi là được tự tại lớn. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì mới đáng gọi được thiện lợi vô thượng. Nếu các hữu tình xả bỏ các tướng đắc quả dự lưu hoặc nhất lai hoặc bất hoàn hoặc a la hán hoặc độc giác bồ đề, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi lớn. Nếu các hữu tình xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho các hữu tình thì mới đáng gọi là được thiện lợi vô thượng. Nếu đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề đối với trong các loại kia thì là tối thượng tối thắng không gì sánh bằng. Vì sao? Vì các Bồ Tát cầu quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề có thể làm lợi ích lớn cho hữu tình, còn thanh văn độc giác và các phàm phu không làm việc này. Nếu các Bồ Tát chuyên tưởng tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và các đệ tử ở khắp mười phương làm các đồ ăn, thức uống, thượng diệu, y phục, ngoại cụ, thuốc men trị bệnh, phòng xá, tài sản, hương hoa vân vân đều dâng lên cúng dường, tuy gọi là được lợi nhưng chưa gọi là được lợi vô thượng. Nếu các Bồ Tát xả bỏ các tướng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, muốn làm lợi ích lớn cho hữu tình thì mới đáng gọi là được thiện lợi vô thượng. Vì sao? Vì các vật thức ăn, nước uống vân vân đều có nhiều tướng, pháp tướng và các cõi đều có số lượng, pháp có số lượng là có phân hạn, duyên vào điều kia nên không thể chứng đắc trí nhất thiết trí không phân hạn. Nếu các Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo duyên tưởng tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác và chúng đệ tử đầy đủ vô lượng công đức hy hữu, nhưng không chấp lấy tướng, tuy nhớ nghĩ thức ăn, nước uống, vô biên thượng diệu, y phục, hòa cụ, thuốc men trị bệnh, phòng xá, tài sản, hương hoa vân vân đều dâng cúng dường nhưng không chấp lấy tướng, tuy hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm lợi ích lớn cho hữu tình nhưng không chấp lấy tướng, do chứng đắc trí nhất thiết trí này nên làm lợi ích cho hữu tình đến tận đời vị lai, nên biết đây mới đáng gọi là được lợi vô thượng, và đối với tất cả lợi thì đây là lợi đệ nhất. Nếu các Bồ Tát làm được phương tiện thiện xảo như vậy, tu hành bố thí
thì mới đáng gọi là Bồ Tát ở trên cao, nhất định sẽ đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Vì trí nhất thiết trí rất khó có thể chứng đắc. Như vậy, Bồ Tát có thể xả bỏ tất cả các tướng trong ngoài, tâm không dính mắc, cầu chứng trí nhất thiết trí như vậy. Đối với các Bồ Tát giỏi là thượng thủ, nên đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề tối tôn. Bồ Tát ở quá khứ, vị lai hiện tại đã, sẽ và đang chứng đắc trí nhất thiết trí, đều do sự phát khởi phương tiện thiện xảo như vậy mà chứng đắc. Bấy giờ mãn từ từ liền hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: làm sao Bồ Tát được nhập vào số Bồ Tát ở trên cao? Xá Lợi Tử đáp: nếu các Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo không chấp lấy pháp tướng thì các Bồ Tát này nhập vào số Bồ Tát ở trên cao. Mãn từ từ hỏi: các Bồ Tát này đối với những pháp gì không chấp lấy tướng nào? Xá Lợi Tử đáp: các Bồ Tát này đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng vui là không vui, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng vui không vui, đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với sắc uẩn không chấp tướng tịnh bất tịnh, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với sắc uẩn không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh, đối với thọ tưởng hành thức uẩn cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng thường, vô thường, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng vui, không vui, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng vui, không vui, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng ngã, vô ngã, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với nhãn xứ không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng vui không vui, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng vui không vui, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với sắc xứ không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng vui không vui, đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng vui không vui, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với nhĩ tĩ thể thân ý giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly, đối với nhãn giới không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh, đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với sắc giới không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với sắc giới không chấp lấy tướng vui không vui, đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng vui không vui, đối với sắc giới không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với thanh hương vị xúc pháp giới cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với sắc giới không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh,
đối với thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với sắc giới, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với sắc giới, không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với thanh hương vị xúc pháp giới, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với nhã thức giới, không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhã thức giới, không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhãn thức giới, không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với nhãn thức giới, không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với nhãn thức giới, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với nhãn thức giới, không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý thức giới, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với nhĩ tĩ thể thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với nhãn xúc, không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với địa giới không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với địa giới không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với địa giới không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với địa giới không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với địa giới không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với địa giới không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với thủy hỏa phong không thức giới, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với nhân duyên không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng thường, vô thường. Đối với nhân duyên không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng vui, không vui. Đối với nhân duyên không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng ngã, vô ngã. Đối với nhân duyên không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng tịnh, bất tịnh.
Đối với nhân duyên, không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng viễn ly, không viễn ly. Đối với nhân duyên, không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Đối với đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh, không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này đối với vô minh, không chấp lấy tướng thường vô thường, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng thường vô thường. Đối với vô minh, không chấp lấy tướng vui không vui, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng vui không vui. Đối với vô minh, không chấp lấy tướng ngã vô ngã, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã. Đối với vô minh, không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh, đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh. Đối với vô minh, không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với vô minh, không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Đối với hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Các Bồ Tát này, đối với cõi dục, không chấp lấy tướng thường vô thường. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng thường vô thường. Đối với cõi dục, không chấp lấy tướng vui không vui. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng vui không vui. Đối với cõi dục, không chấp lấy tướng ngã vô ngã. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng ngã vô ngã. Đối với cõi dục, không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng tịnh bất tịnh. Đối với cõi dục, không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng viễn ly không viễn ly. Đối với cõi dục, không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Đối với cõi sắc, cõi vô sắc, cũng không chấp lấy tướng tịch tĩnh không tịch tĩnh. Nếu các Bồ Tát nào dùng phương tiện thiện xảo như vậy, không chấp lấy pháp tướng tu hành bố thí ba la mật đa, thì các Bồ Tát này được nhập vào số Bồ Tát ở trên cao, có thể đắc trí nhất thiết trí tận cùng. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát biết tất cả pháp đều chẳng phải thật có xa địa các tướng, mà hành bố thí ba la mật đa, thì các Bồ Tát này được nhập vào số các Bồ Tát ở trên cao, có thể đắc trí nhất thiết trí tận cùng, cũng có thể giáo hóa tất cả hữu tình, làm cho họ y vào trí nhất thiết trí như vậy, phát nguyện hướng đến sự mong cầu đều chứng đắc. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, nếu các hữu tình đối với pháp vô tướng không phát khởi thắng giải, thì không thể phát tâm trí nhất thiết. Nếu không thể phát tâm trí nhất thiết, thì không thể tu hạnh của các Bồ Tát. Nếu không tu hạnh của các Bồ Tát, thì không thể đắc trí nhất thiết trí. Nếu các hữu tình đối với pháp vô tướng có thể phát khởi thắng giải, thì có thể khởi tâm trí nhất thiết. Nếu phát khởi tâm trí nhất thiết thì tu hành hạnh của các Bồ Tát. Nếu tu hành hạnh của các Bồ Tát thì có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Lại nữa, này Mãn Từ Từ, nếu các Bồ Tát phát tâm cầu trí nhất thiết rồi, tùy theo sự xả bỏ đều biết là không, vô sở hữu, mà hành bố thí ba la mật đa, nghĩa là như thật biết các sự xả bỏ đều như huyễn hóa, chẳng phải như chúng ta từ vô thỉ đến nay đã chấp lấy các tướng. Do biết như vậy nên đối với các sở hữu đều xả bỏ, không chấp lấy các tướng. Các hữu tình không như thật biết các pháp chẳng phải có đều như huyễn hóa, đối với các sự việc khởi tâm kiên trì chấp trước, do kiên trì chấp trước nên không xả bỏ, do không xả bỏ nên giữ gìn keo kiệt, do keo kiệt nên thân hoại mạng chung, đã vào các đường ác chịu vần cùng khổ cực, tùy có sở đắc không chịu xả bỏ. Lại mỗi lúc chấp chặt việc đó, keo kiệt càng tăng trưởng, do đó lại đọa vào các đường ác, chịu nhiều khổ đau, thọ khổ như vậy đều do chấp tướng. Nếu các Bồ Tát dùng phương tiện thiện xảo, biết pháp chẳng có đều như huyễn hóa, đã như huyễn hóa thì phải nên xả bỏ. Huyễn hóa chẳng phải ngã và ngã sở, nên đối với tất cả sự việc đều xả bỏ.
Vì sao? Vì việc ngã ngã sở bất khả đắc không nên chấp trước, không chấp trước nên xả bỏ được. Do xả bỏ được nên đối với chánh pháp mà Phật Thế Tôn đã thuyết thâm tâm cảm kính trọng, nghĩa là suy nghĩ như vậy. Khi hữu thay Đức Thế Tôn khéo thuyết các pháp đều như huyễn, con dựa vào lời dạy của Phật nên xả bỏ tất cả, nghĩa là xả bỏ pháp như huyễn hóa, khiến cho con sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề như huyễn vô tướng. Các bồ tát này lại nghĩ như vậy, chư Phật Thế Tôn là việc khó làm, nghĩa là dạy bồ tát như thật, biết các pháp chẳng có, đều như huyễn hóa. Do biết rõ nên không sanh chấp trước, biết dụng công sức mà xả bỏ tất cả, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên Bồ Tát này muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên biết các pháp chẳng có đều như huyễn hóa, xả bỏ xa lìa các tướng, dùng tâm vô tướng siêng năng cầu trí nhất thiết trí tận cùng. Ngài Mãn Tử Tử chớ bảo tôi thuyết pháp như vậy là tự biện tài, đây đều do sức oai thần của Như Lai. Bấy giờ Phật dạy A Nan Đà, những gì Xá Lợi Tử đã thuyết đều nhờ thần lực của Phật, ông nên thọ trì, sau khi ta niết bàn nên lưu truyền rộng rãi. Hết quyển thứ 580.